Xin chào tất cả mọi người, chào các bạn. Hôm nay Mộc Hương Ba Miền lại đưa đến cho các bạn xem một cái vườn mộc. Vườn mộc hương ta rất là đẹp. Cây này là hai năm tuổi. Cây cao khoảng 1m8. Cây rất là đẹp. Anh em đang thảo luận để quyết định mua đấy, to nhỏ cũng vui các bạn. Mình có anh em Mộc Hương Ba Miền, cũng có các bạn khán giả, những người mà đồng hành liên tục với kênh và với cá nhân của em, thì đấy là một niềm vui được kết nối với tất cả mọi người. Cái giá mộc hương thì năm nay nó lại tiếp tục lại tăng cao, và cái nhu cầu rất là lớn. Nói đúng là chẳng hiểu sao thị trường ra cây nào là hết cây đấy, chẳng biết cây nó sẽ đi về đâu, nó chảy về đâu mà kinh khủng như vậy. Số lượng đầu hàng nhiều trăm vạn mộc đều tiêu thụ hết, quá khủng khiếp rồi. Với cái hoa của nó rất là thơm, và các tỉnh như là Tây Nguyên cũng chưa biết đến loài cây này. Đây là một cái cơ hội rất là tốt cho những người làm kinh doanh mộc hay là làm về thị trường này, nó cũng là một cái điều kiện khá là thuận lợi. Và cái quan trọng nữa đó là cái cây này nó có giá trị kinh tế khá là ổn, chưa bao giờ có dấu hiệu giảm, mỗi năm nó tăng từ 20 cho đến 30%. Thưa, khi mà các bạn mới trồng thì chúng ta cần phải học hỏi thêm kinh nghiệm. Và trồng nhiều, làm nhiều rồi thì sẽ có kinh nghiệm về cách tạo hình, chế tác nó thành cái cây nghệ thuật đẹp. Bởi vì nó không dừng lại ở chỉ là việc chơi hoa nữa, không dừng lại việc chơi một cái chơi thoát thân đơn giản nữa, mà nó sẽ còn phát triển nhiều hơn. Chơi tán, chơi dáng, chơi thế, tạo kiểu làm sao mà để cho cái người chơi thưởng thức họ không bị nhàm chán. Cây này là những cái tỷ lệ cây này là để sót lại năm nay là cũng rất là hiếm, rất ít, thường là người ta sẽ bán hết năm ngoái nhỉ. Giống mộc này nó da nó trắng, vùng bán sơn địa trồng cái vùng này là cái, một là cái nước của nó
hay là cái chất liệu mộc. Đấy. Lựa được chưa anh? Đấy, đúng rồi. Anh em đang tuyển lựa về để chơi, về để trồng. Trồng mộc này giá trị kinh tế rất là cao. Đấy, hoa đây. Cái dòng này hoa từ bé, kể cả nó ra từ thân. Bởi vì là nhân giống là chủ yếu là nó nhân bằng dâm cành. Đấy, cho nên là hoa từ nhỏ. Ra nó sáng. Kể cả cái cây vừa nãy xem ấy. Nó non hơn cây này nhưng mà ra nó rất là sáng. Chúng là rất là thơm. Và những cái vườn mộc như này là thơm ngất ngây luôn. Cái lô bên này là chưa được, lô này là lô chưa được một năm đâu, 8-6 tháng rồi.